cái clip này em xin được gửi đến chị Phương Lê. Và em xin được nói hết lòng mình trong cái clip này ngày hôm nay. Em rất là giận chị. Em cũng rất là hận chị. Hận chị vì cái livestream vừa rồi chị gọi vợ chồng em là diễn viên ăn trực. Chị gọi vợ chồng em là diễn viên hạng bét. Chị có biết là những cái lời lẽ đó chị đã làm tổn thương vợ chồng em không? Mặc dù đó là sự thật, nhưng vợ chồng em vẫn tổn thương. Không đêm nào em ngủ được hết. Không đêm nào em ngủ được. Em không nhắm mắt được chị ơi. Cho nên mỗi đêm em canh. Mỗi đêm em cứ canh để em live stream. Để em live stream lên. Để em nói. Em nói gì chị? Em môi. Em móc. Em móc hoài. Em móc chị hoài luôn. Không có em cũng móc. Không có em cũng nói. Từ không thành có, từ có thành không. Bởi vì chị đã làm tổn thương vợ chồng em. Cho nên em thề vợ chồng em sẽ không đội trời chung với chị. Vợ chồng em sẽ không bao giờ tha cho chị. Cho nên từ giờ trở đi, chị gán nha. Em sẽ nói hoài cho chị coi. Em và con Nimaco, chị Nimaco sẽ nói về chị. Dù chị không có em cũng sẽ nói. Em nói hoài. Rồi chị coi nha. Hãy đợi đó. Bởi vì cái giá mà chị phải trả khi chị gọi vợ chồng em là diễn viên ăn trực, là diễn viên hạng bét, cho nên chị phải trả giá. Chị thấy không? Chị thấy em như gì không? Em không dám đưa mặt ra để nói với chị nữa. Em phải bịch như vậy đi nè. Em không dám đưa ra nữa. Cũng tại cái live stream đó, cũng tại những lời lẽ đó chị nói em, mà bây giờ em không dám trường cái mặt em ra. Em phải đội như vậy đi nè. Có một số khán giả họ còn gửi quần tặng em nữa. Chị có biết không? Chị có biết không? Em tổn thương đến nhường nào không? Trời ơi,